Tử vi tuổi Canh Ngọ 1990, tháng 7, âm lịch. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Canh Ngọ từ đầu năm đến nay đã gặp không ít những trở ngại. Đó là khoảng thời gian mà họ đôi khi cảm thấy bất lực về cuộc sống. Nhưng vào tháng cô hồn, tháng mà được coi là đen đủi nhất, thì lại là lúc những người tuổi Canh Ngọ vất lên như diều gặp gió. Ai cũng biết tháng cô hồn là tháng ma quỷ, bao nhiêu những chuyện đen đủi ập đến với chúng ta. Nhưng bất chấp tất cả, những người tuổi Canh Ngọ đã có được may mắn vươn lên bằng chính nghị lực phi thường của mình. Sự thành công vang dội của tuổi Ngọ trong tháng cô hồn đã làm không ít những người tuổi khác phải thèm khát, đố kỵ. Cuộc sống là vậy, nếu không nỗ lực phấn đấu thì khó có thể thành công. Với những người tuổi Canh Ngọ lại khác, họ có được bước đi riêng cho mình mà không cần phải nỗ lực. Trong bài phân tích về vận trình tuổi Canh Ngọ 1990 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những bí mật may mắn của những người tuổi Canh Ngọ. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chi tiết video. Đầu tiên, phần tổng quan gia chủ Canh Ngọ trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Canh Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do, độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Canh Ngọ 1990 mệnh lộ bằng thổ, có tấm lòng lương thiện, hay giúp đỡ người khác. Họ sống ngay thẳng, chân thật, cũng thường giúp đỡ mọi người nên được bạn bè quý mến. Tuy nhiên, họ có một nhược điểm chí mạng, đó là ăn nói không khéo léo, sẽ làm phật lòng người khác lúc nào mà không hề hay biết. Họ hợp với những người cùng lứa hơn là những người lớn tuổi. Người tuổi Canh Ngọ không phải là người khéo léo, không thích hợp với các hoạt động đầu tư nên an phận để con đường tài lộc được bình ổn. Tất cả những kế hoạch đã lên, họ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện. Điều đó khiến cho cấp trên rất ưng ý. Xem vận mệnh người tuổi Canh Ngọ thì cơ hội thăng tiến cho con giáp vô cùng rộng mở. Do tính cách của người tuổi Canh Ngọ không dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác, dù là bị phê bình, nhưng họ cũng không vì thế mà suy sụp tinh thần. Khi những người khác bận rộn với đủ nỗi lo, thì họ vẫn giữ được vẻ thong dong, tưởng chừng như chẳng có điều gì khiến họ quan tâm. Kỳ thực, họ là người biết mình muốn gì, họ chỉ quan tâm đến việc đạt được mục đích, còn những việc khác hoàn toàn không phải là thứ họ bận tâm. Canh Dương Kim gặp Bính Dương Hỏa nên được gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, gia chủ tuổi Canh Ngọ sẽ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại để chia sẻ rõ ràng, chi tiết cả hai hiểu nhau hơn. Trong tháng 7 âm lịch, gia chủ tuổi Canh Ngọ gặp phải không ít khó khăn trong công việc cũng như trong chuyện tình cảm, vận trình biến động khá lớn. Tháng này là chuỗi ngày dài dằng dặc với những thăng trầm trong chuyện tình cảm. Tinh thần sa sút, bận mệnh khó lòng có được những điều mà mình mong muốn. Xét về đường công danh, sự nghiệp, trong tháng này bản mệnh khá vất vả để tìm chỗ đứng cho mình trong doanh nghiệp. Công việc không suôn sẻ, dẫn đến tài lộc không như ý, phải thật sự tiết kiệm và có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Bên cạnh đó, năm 2021, gia chủ Canh Ngọ phạm phải hại thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế ninh đầu họa, vô hỷ ác hữu họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Canh Ngọ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để có thể hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Canh Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy.
Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ rõ vận trình của gia chủ canh ngọ trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Về phương diện sự nghiệp, tháng này là tháng khó khăn đối với những người tuổi canh ngọ sinh năm 1990. Công việc của quý vị bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc, nhưng không được như ý. Bản tính thiếu quyết đoán nên có khi đứng trước cơ hội trời cho, quý vị lại chẳng hay biết. Thay vì tin lời người tốt thì lại nghe theo kẻ xấu. Cuối cùng, mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, những người tuổi canh ngọ sẽ mắc sai lầm. Con đường công danh sự nghiệp vì thế vừa khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thì Gia Cát khuyên quý vị hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý vị, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi canh ngọ, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Xét vận trình tài lộc tháng 7 âm lịch, họ phá tài đang ập đến. Gia chủ tuổi canh ngọ suy sẹo hết lần này đến lần khác, tổn hao tiền bạc. Bản mệnh không để dành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau là hết. Tiền có thể bị trộm mất, rơi mất, lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh. Quý vị có thể phung phí tiền bạc cho những thú vui hoang đàng, tự cho rằng bản thân đang biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng thực chất lại chẳng hề quý trọng đồng tiền mà mình làm ra. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ quý vị phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay mình. Đặc biệt, để có thể kích hoạt tài lộc, mọi việc được hanh thông thời gian này, thì Gia Cát khuyên gia chủ tuổi canh ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ quý vị trong công việc, làm ăn và kinh doanh trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu, gia chủ tuổi canh ngọ vẫn đang loay hoay để tìm lối đi cho chuyện tình cảm của mình. Có nhiều vấn đề phát sinh, quý vị không muốn để lỡ mất cơ hội hạnh phúc nên cố dấn thân, song cũng không có nhiều hy vọng. Gia chủ tuổi canh ngọ có thể sẽ tự đẩy người mình yêu ra xa vì những suy nghĩ tự ti, thiếu sáng suốt của mình. Người ấy không hiểu những cảm xúc hiện tại của quý vị, cũng cố gắng để quý vị chia sẻ mà không thành công. Quý vị có thể tìm vui bên bạn bè xấu, khiến cho quan hệ giữa quý vị và người ấy ngày càng xấu đi. Bản mệnh là người ham vui, đôi khi quên mất trách nhiệm của mình với gia đình, người thân, khiến cho người ở bên cạnh không khỏi thất vọng. Người độc thân dễ u mê trong chuyện tình cảm, có khi đâm đầu vào ngõ cụt mà cứ ngỡ mình đang sắp tìm thấy đường ra. Cẩn thận trọng, kẻo bị lừa gạt cả tình lẫn tiền mà chẳng hay biết, còn nghĩ mình đang sống trong hạnh phúc. Đặc biệt thời gian này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ canh ngọ hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đặc biệt, gia chủ tuổi canh ngọ còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi canh ngọ trong tháng 7 âm lịch không được tốt, do sự nghiệp gặp trở ngại nên quý vị phải lo lắng, suy tính nhiều hơn. Còn những lúc quý vị cảm thấy rơi vào bế tắc, hãy làm chủ cảm xúc suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra quyết định đúng đắn. Thời gian này, bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Ngoài ra, nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Người tuổi canh ngọ còn khá trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này, quý vị nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập nghiêm túc với chính mình. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ tuổi canh ngọ hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy, tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi gia chủ canh ngọ sinh năm 1990. Quý vị thân mến,
Trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ tiếp tục chia sẻ những ngày cát lành và những ngày đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để gia chủ tuổi Canh Ngọ có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Xin mời mọi người hãy cùng theo dõi. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng 7 là tháng Bính Thân, nặng âm, sơn hạ hỏa. Tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý, thìn thành thủy cục, xung dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Tháng này không phải quá đen đủi đối với những người tuổi Canh Ngọ, cần chú ý những ngày sau. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 1 tháng 7, tức ngày mùng 8 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Mậu Tý, nạp âm tích lịch hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 13 tháng 7, tức ngày 20 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Canh Tý, nạp âm bích thượng thổ. Thứ ba, ngày âm lịch 25 tháng 7, tức ngày mùng 1 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Nhâm Tý, nạp âm tam trá mộc. Đây là ba ngày không được cát lành khi tính theo tuổi mệnh chủ tuổi Canh Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Canh Ngọ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 8 tháng 7, tức ngày 15 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Ất Mùi. Thứ hai, ngày âm lịch 20 tháng 7, tức ngày 27 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Đinh Mùi. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ tận trình tử vi của gia chủ tuổi Canh Ngọ trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.